Với cốt truyện tưởng chừng như gần gũi, đơn giản thế nhưng Gia đình mình vui bất thình lình lại đang là tựa phim Việt nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Ở thời điểm hiện tại, cái kết của bộ phim là chủ đề được rất nhiều người xem bàn luận. Liệu biên kịch sẽ làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ của vợ chồng Danh và Trâm Anh? Mới đây, đoàn làm phim Gia đình mình vui bất thình lình đã chính thức đóng máy sau quãng thời gian dài quay phim. Một hình ảnh được cho là chụp tại buổi đóng máy đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Trong đó, đại gia đình của ông Tọa và bà Cúc đều mặc đồ đi biển và cười vô cùng rạng rỡ. Thế nhưng, chi tiết khiến người xem chú ý nhiều nhất là việc trên tay Khả Ngân và nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh đều ôm em bé. Dân tình nhất mức cho rằng ở cuối phim, cả Trâm Anh và Phương đều sẽ có con để làm trọn vẹn thêm đại gia đình ba thế hệ này. Nhìn thời gian trong phim, có vẻ như Trâm Anh đang bế con của chị dâu cả, còn Phương đang bế con cho em út. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng có thể cả hai đứa bé đều là con Phương và Công. Hiện tại, bộ phim đang lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả với mâu thuẫn của vợ chồng Danh Trâm Anh. Cả hai đều có nỗi niềm riêng nhưng lại không đủ bình tĩnh, cảm thông để ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Đây cũng chính là nguyên nhân đẩy hai con người từng yêu nhau vô điều kiện trở thành người lạ trong chính căn nhà của mình. Với mâu thuẫn lớn thế này, nhiều khán giả đã đặt ra giả thiết Trâm Anh sẽ có thai và làm lành cùng Danh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của người xem, liệu biên kịch sẽ làm thế nào để giải quyết khúc mắc vẫn còn là số lớn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.